Tổ quốc đẹp tươi. Lửa hồng rực cháy trong lòng ta, tình yêu đất nước bao la. Vì Tổ quốc bên yêu, vì cuộc sống thiết tha. Này bạn ơi đứng lên nắm tay bên nhau nào cùng hát lời ca chiến đấu cho tự do. Ngày mai Tổ quốc ta đẹp hơn. Tuổi trẻ ơi đứng lên cùng đoàn kết. Chương 3, tiếp bước cha anh. Mời các bạn về lại với dòng song song. Thắm mái trường xưa một thời đàn lửa, vẫn còn mãi câu hò bên đi bên đời. Từ nồng, hoàn cảnh, vị cảnh bạn có nhớ. Môi trường xưa trong bão lửa chiến tranh, tần tảo tháng năm như cuộc đời của mẹ. Có nhớ chăng em tình thầy nghĩa bạn, năm nỗi vất vả gian lao, 50 năm cấp bao bố trạch, 50 năm với niềm tin son sắt, đoàn kết đồng hành bao thử thách vượt lên, niềm tự hào chính đáng một ngôi trường đã vươn lên trong chiến tranh bảo vệ, vượt khó khăn cùng vươn lên chiến giữ trí thức loài người để sắp tới tương lai, 50 năm xây dựng. Thầy giáo, cô giáo, quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc ngày hội 50 năm kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học phổ thông số 1 Bố Trạch thành công tốt đẹp. Lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, các anh, các chị là cựu học sinh nhà trường đã tề tựu về đây cùng thầy trò trường Trung học phổ thông số 1 Bố Trạch vui niềm vui của ngày lễ hội kỷ niệm ngày thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể để nhà trường có được những thành tích trên. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí và các kênh truyền hình đã kịp thời thông tin về trường và lễ hội của trường. Xin trân trọng cảm ơn tất cả những quan tâm giúp đỡ của quý vị để nhà trường tổ chức thành công lễ hội này. Trân trọng cảm ơn toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh đã đồng lòng dốc sức góp phần làm nên sự thành công của lễ hội hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Oh.